giờ lên ghe để đi về mọi người. Tao tới đây tao rước nè, thì tao lên ghe rồi tao quay mấy người khác nha mọi người. Chuyến này về ăn cũng bệnh rồi, càng chi Tết nữa. Còn mấy ngày rồi? 4 ngày thôi. Trời ơi trời. Hết chỗ để cá rồi. Hết chỗ để cá luôn rồi. Về được rồi. Ôi, đừng đừng đừng, để bẻ qua cho. Bốn sâu vậy. 4 ngày cũng mười mấy ký rồi vậy. Đầu ra 5-6 ký là chưa đóng rồi. Ký ăn Tết cũng vừa. Cái gì? Bông hay đen? Nghe có làm gì không? Có à? Bông tầm á. Bông tầm. Tầm mình hả? Ừ, cũng đưa em á, em hết nhái rồi. Ủa cái thùng. Ừ. Thùng mới cáo. Chạy qua hôm nay rước thêm một số người nữa mọi người, là nhiều người xuống nhiều nơi thì rước một hồi mới đủ nha. Giờ rước đủ người đó, giờ mình chạy về bến ghe nha mọi người. Chạy về bến ghe coi như là để đi về nhà trọ ở tối ngủ, hôm mai câu tiếp nha. Khi chui qua cống là mọi người cẩn thận nha, đừng có để cái đầu mình lú ra nó trúng cống nha. Cần câu rồi nó phải nằm trên gọn trên ghe nha, nó bá vô gậy câu nha mọi người. Sát để ta quan sát có cháy rừng không, để chữa cháy đó mọi người, có sự cố gì nên ta leo động quan sát, quan sát đó mọi người. Giờ tới đây là người ta tháo những chiếc ghe ra, người ta buộc lại nha mọi người, ta chỉ chở người về thôi, chở người về bến ghe nha. Rồi trước mặt mọi người là bến ghe đó nha. Ở bến ghe là sáng mình xuống đây thì người ta đưa từ chỗ này, rồi chiều người ta đưa mình về chỗ này, rồi mình tập kết đồ đạc mình bỏ lên xe, rồi mình mới chạy ra ngoài phòng vé đó. Ra phòng vé thì có phòng trọ ngoài đó, mình ở ngoài đó, nếu ai câu tiếp thì ở lại, còn ai về thì về nha mọi người. Bây giờ bắt đầu đem đồ lên nè, đồ đạc lên nè. Chiếc ngồi câu luôn à. Thùng ngồi đã mấy thùng. Thùng giống như chiếc chẹt rồi. Đừng luôn nghe với phim. Nước nhiều hơn cá người ơi. Nước nhiều hơn cá người ơi. Có cá chưa nào? Có nè. Đi trước rồi. Được qua nhiều không anh hai? Đây là mẹ mình nha mọi người. Chuyến câu nào mình cũng cho mẹ mình đi chơi với mình á, mẹ với ba mình đi theo cho mọi người. Được chưa? Em lấy cái xuồng á. Cá này mọi người. Cá nhiều lắm nha. Gần 20 con nha mọi người. Câu minh gì 2 ngày cũng gọi tạm được thôi chứ không phải là trúng nha mọi người. Con này cả ký luôn nè, hai con bự này cả ký nè, 18 lạng nè. Mọi người nhìn thấy gì cho nó bự nó mới ăn nhỏ đâu nha.